chào các bạn, mình là Thiện Linh. Chào mừng các bạn đến với Khám Phá Truyện Vlog. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ trên kênh nha. Sau đây mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Liên Hoa Lâu của tác giả Đằng Bình. Chương 15. Võ Đan Kim Kiếm. Trấn Phát Sử mặc dù không phồn hoa gì, cũng chỉ có tầm mấy trăm người ở, nhưng ít nhất còn có quán rượu. Đối với mấy người vừa ra khỏi lăng mộ mà nói, chẳng khác gì được lạc vào nơi tiên cảnh. Hoắc Bình Xuyên sai đệ tử của Phật Bỉ Bạch Thạch đưa Phương Ngọc Cơ và Phong Tự về núi Thanh Nguyên trước, giải quyết xong xuôi một việc lớn. Còn sau đó, trong quán rượu Phùng Kiến Tiên ở Trấn Phát Sử, Tôn Thúy Hoa mời khách. Khuôn mặt không lấy gì làm xinh đẹp ấy vui mừng hớn hở, ánh mắt lúng liếng liếc nhìn Dương Thu Nhạc. Rõ ràng nàng vô cùng hài lòng với vị phu quân này. Phương Đà Bệnh và Lý Liên Hoa cầm đũa lên cúi đầu ăn. Chị Duy Hoắc Bình Xuyên là tương đối khách khí, vừa ăn vừa hỏi thăm tung tích của đạo trưởng Hoàng Thất với Dương Thu Nhạc. Đúng là sư thúc Hoàng Thất đã tới Trấn Phát Sự, nhưng trong Huy Lăng lại không tìm thấy Võ Đan Kim Kiếm. Có lẽ Hoàng Thất sư thúc đã thoát được ra khỏi nhất phẩm phần. Dương Thu Nhạc điềm đạm nói, dù thê tử đang ngồi bên cạnh liếc mắt đưa tình, hắn cũng chẳng buồn bận tâm. Có người hắn chỉ ham mê cờ bạc, không háo sắc, nhưng có lẽ nguyên nhân là vì Tôn Thúy Hoa vốn chẳng có cái thứ gọi là sắc ấy. Hoắc Bình Xuyên gật đầu. Đạo trưởng Hoàng Thất được trưởng môn đời trước của Võ Đan tặng cho Võ Đan Kim Kiếm. Luận về võ công tài trí, đạo học tu vi đều xứng đáng là lựa chọn tốt nhất của quý phái. Huống hồ, ông ấy mất tích ở độ tuổi đang sung sức, sống sót thoát khỏi nhất phẩm phần là điều có thể lý giải được. Phương Đa Bệnh đang ăn một cái đùi gà, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Lý Liên Hoa rất lâu. Lý Liên Hoa đang gấp thức ăn, mày thoáng chào lại. Chuyện gì? Phương Đa Bệnh đáp. Ta có một chuyện nghĩ không ra. Lý Liên Hoa chào mày hỏi. Chuyện gì? Phương Đa Bệnh nói. Kỳ lạ, thật ra võ công của bổn công tử cũng không kém. Vừa rồi rừng Sam chỉ cách chỗ chúng ta đứng không xa lắm. Ngoài ba người các ngươi ra, tại sao ta lại không nghe thấy giọng của người thứ tư? Ta không thấy có người nào vào, mà cũng chẳng thấy kẻ nào ra. Lý Liên Hoa chào mày chặt hơn. Người có ý gì? Vương Đa Bệnh đột nhiên kêu lên. Khốn kiếp! Ý của ta là, người vừa rồi dùng bà sa bột đẩy ngã hai người kia, không phải là ngươi đấy chứ? Lời của Lý Liên Hoa ngươi ngàn vạn lần không đáng tin. Ngươi nói là đen thì 8-9 phần sẽ là trắng. Võ công của ngươi loạn choạng như mèo ba chân, nhưng không chừng do ngươi vờ vịt. Ngươi nói ngươi không nhìn thấy, không chừng người đó thực ra chính là ngươi. Lê Liên Hoa mắt nghẹn, bật ho sù sụ. Nếu ta biết bà sa bộ, thì ngay từ đầu khi biết Vương Ngọc Cơ là hung thủ, ta đã bắt hắn rồi, hà tất phải đợi tới tận bây giờ. Phương Đa Bệnh ngẫm nghĩ rồi nói. Nghe thì cũng hơi hơi có lý. Đúng lúc mấy người bọn họ đang trò chuyện, một nữ tử mặc áo xanh dịu dàng thước tha đi vào. Tôn Thúy Hoa ra tiếp. Nàng ta có làn da trắng muốt, mày thanh, là một mỹ nữ thanh tú thon thả. Tôn Thúy Hoa liếc nhìn nàng một cái, cười tươi rói hỏi. Như cô nương tới mua rượu ư? Nữ tử áo xanh thoáng nhíu mày, vẻ mặt sầu khổ, xong lại mỉm cười gật đầu. Phương Đa Bệnh thì thầm. Nàng ta là ai? Nàng ta là Tiểu Như của Di Hồng Viện. Phương Đa Bệnh suýt xoa, cô nương này mặc dù là kỹ nữ, nhưng trên người không hề toát ra vẻ phong trần, quả thật nhìn không giống. Dương Thu Nhạc hoàn toàn không có hứng thú với nữ sắc, Tôn Thúy Hoa khẽ nói.
người ta tốt số, được một người đàn ông bao nuôi, cung phụng chẳng khác gì tiểu thư. Người đàn ông đó mua một viện tử ở phía đông của trấn, nuôi như nha đầu ở trong đó, còn gã thì chưa thấy lộ diện lần nào. Phương Đa Bệnh phá lên cười. Nuôi gái chẳng phải chuyện gì mất mặt, quang minh chính đại, hà tất... Y còn chưa nói xong, Tôn Thúy Hoa đã xì một tiếng. Chính vì có những người đàn ông như các ngài, nên mới có loại phụ nữ như cô ta, thật không biết xấu hổ. Trong lúc đang chuyện phím, Lý Liên Hoa đột nhiên cúi đầu a một tiếng. Võ đàn kìm kiếm. Mấy người ngồi cùng bạn ngẩn ra, Hoắc Bình Xuyên khẽ hỏi. Ở đâu? Lý Liên Hoa nhấc đũa lên, khe chỉ vào eo của nữ tử áo xanh Tiểu Như. Mọi người nhìn theo tay hắn, thấy một miếng gỗ khắc hình thanh kiếm, nhưng chỉ dài 2-3 tấc, được thắt trên eo nàng, bằng một sợi dây kết màu xanh, khẽ đung đưa theo mỗi bước chân nàng. Dường thu nhạc chấn động. Thanh kiếm bằng gỗ đó, mặc dù chạm khắc đơn giản, trên thân kiếm có khắc 2 chữ, chân võ, đúng là hình dạng của võ đan kim kiếm. Hoắc Bình Xuyên nói. Nghe nói Hoàng Thất đạo trưởng mất tích ở gần Hy Lăng, lẽ nào cô gái này đã từng nhìn thấy võ đan kim kiếm? Trong lúc họ nói chuyện, Tiểu Như đã mua xong 2 cân rượu, đang uyển chuyển bước ra ngoài. Dương Thu Nhạc định đứng dậy, Lý Liên Hoa giơ đũa ra đặt trên bát của hắn ngăn lại. Phương Đa Bệnh đứng dậy theo sau Tiểu Như ra khỏi quán rượu. Hoắc Bình Xuyên mỉm cười, hắn nhận ra được bộ câu đưa thư của Bỉ Khâu. Một là điều tra chuyện của các phàn bị hại, hai là để ý Lý Liên Hoa, chủ nhân của lầu Liên Hoa Vân Cát Tường. Thoạt đầu, Hoắc Bình Xuyên thấy vị thần y vang danh giang hồ này chẳng có điểm gì hơn người, lại nhát gan. Nhưng mà lúc này, khi hắn dùng đũa để ngăn Dương Thu Nhạc, Hoắc Bình Xuyên nhận ra Lý Liên Hoa là người tâm tư tinh tế, không phải là dạng lỗ mãng vô dụng. Phương Đa Bệnh là một người lạ, nhưng ăn mặc sang trọng. Người khác thấy y đi theo Tiểu Như thì chỉ nghĩ công tử ăn no ấm cật sinh lòng háo sắc mà thôi. Nhưng nếu đổi lại là Dương Thu Nhạc, chắc chắn sẽ khiến người ta sinh nghi. Phương Đa Bệnh đi theo Tiểu Như qua cả trấn Phát Sự. Tiểu Như đi rất chậm rãi, từ tốn, từ đông trấn sang tây trấn mà mất nửa canh giờ. Nếu không vì nể tình nàng xinh đẹp thanh tú, thì Phương Đa Bệnh sớm đã bỏ cuộc rồi. Khó khăn lắm mới đi được tới đồng trấn Phát Sự. Y thấy nàng đẩy một cánh cổng lớn, đi vào rồi đóng cửa lại. Phương Đa Bệnh đang định nhân lúc không ai đề phòng, nhảy lên nóc nhà nhìn xuống. Đột nhiên, cửa lại bật mở. Tiểu Như đi từ trong ra, trên tay không còn 2 cân rượu nữa. Y giật mình kinh ngạc. Thì ra nàng bỏ ra một canh giờ cả đi và về, là chỉ để tới đưa rượu. Là ai ở trong căn nhà này? Đang định trèo tường vào, không ngờ người đi đường bắt đầu nhiều lên. Giữa thành thiên bạch nhật, y không dám ngang nhiên đột nhập nhà dân, đành đi vòng quanh nhà đó. Cửa lại mở, và từ bên trong một người con gái khác đi ra. Người này mặc áo đỏ, mắt đỏ mọng sưng vù như vừa khóc, vừa đi vừa lau nước mắt. Lúc ra khỏi nhà, quần áo nàng ta sọc sệt, trên trán đầy dấu hôn. Không cần nói cũng biết vừa rồi nàng ta làm gì trong đó. Phương Đa Bệnh tò mò vô cùng. Vừa rồi Tiểu Như còn đem rượu vào trong, lẽ nào chủ nhân của căn nhà này không chỉ có một người phụ nữ là Tiểu Như? Vừa khéo đi tới cửa sau của viện tử, đột nhiên y ngửi thấy một mùi hương vô cùng cổ quái. Điên giật mình thất kinh. Đây chẳng phải là thứ đồ đê tiện nhất trong giang hồ hay sao? Chính là mê hương thôi tình. Kẻ trong căn nhà này đang làm gì đã rõ như ban ngày. Phương Đa Bệnh đột nhiên tức giận phừng phừng, vén vạt áo, tung chân đá cửa sau, rồi xông vào. Kẻ nào đang cưỡng... Còn chưa nói hết câu, một luồng gió từ trong cửa ép ra. Chưa ép chính diện, nhưng luồng gió đã khiến cho hơi thở của y nghịch chuyển, không thể nói thêm được từ nào nữa. Phương Đa Bệnh vùng tay đỡ, trong lòng kinh ngạc. Ở cái trấn Phát Sự bé xíu này lại ngỏa hổ tàng long, trong hộ dân thường lại có cao thủ thế này.
Y vừa mới nghĩ xong, chạm vào tay kẻ vừa tung chưởng trong nhà. Đột nhiên, ngực bị va mạnh, khí huyết bốc lên phừng phừng, tai nổ ầm một tiếng, trời đất đảo lộn trước mắt. Y loạng choạng rồi ngã vật ra sau, sau đó không biết gì nữa. Thiếu gia của Phương thị, đa sầu công tử Phương đa bệnh, còn chưa kịp nhìn rõ mặt người ta đã bị thương bởi một chưởng của đối phương. Rốt cuộc người trong nhà là ai? Có võ công cao cường như thế mà phải dùng mê hương để cưỡng bức đàn bà con gái, không biết nhân vật ấy là người như thế nào. Phương đa bệnh bị trúng một chưởng hôn mê, người trong phòng hồi lâu không có động tĩnh gì. Một lúc sau, có người từ trong phòng khoác áo đi ra, nhấc y lên, tõm một tiếng ném xuống giếng nước trong vườn. Trong quán rượu Phùng Kiến Tiên, mấy người họ gần như ăn sạch đồ trong quán. Đợi hai canh giờ, mặt trời sắp xuống núi, bữa trưa thành bữa tối, mà Phương đa bệnh vẫn chưa về. Cuối cùng, Hoắc Bình Xuyên cao mày nói: Phương đa bệnh sẽ ra chuyện rồi chăng? Dương Thu Nhạc trầm ngâm: Lẽ nào trong trấn này còn có cái bẫy nào bẫy được Phương công tử? Lý Liên Hoa cười khổ: Lẽ nào hắn đột nhiên bỏ trốn cùng như cô nương rồi? Tôn Như Hoa nhổ toẹt một bãi: Có lẽ hắn đi theo Tiểu Như tới nhà người đàn ông bao nuôi nàng rồi. Ta biết nàng ở đâu, đi thôi, có lẽ Phương công tử đang gặp nguy hiểm thật. Bọn họ thanh toán rồi ra ngoài. Tôn Thúy Hoa đưa ba người đến trước căn nhà mà vừa rồi Tiểu Như đi vào. Lúc này trời đã tối sẫm, sao lấp lánh. Cửa của căn nhà đó đóng chặt, bên trong không hề có động tĩnh gì. Hoắc Bình Xuyên chỉnh sửa lại y phục, cầm vòng đồng gắn trên cửa đập mấy lần, trầm giọng hỏi: Tại hạ có chuyện thỉnh giáo, xin hỏi chủ nhân có nhà không? Trong phòng không ai trả lời, giống như căn nhà đó không có người ở vậy. Nhưng mùi mây hương nhàn nhạt vẫn vương vấn quanh đó chưa tàn hết, đã khiến cho Hoắc Bình Xuyên đại khái đoán được nơi này là như thế nào. Dương Thu Nhạc lạnh lùng nói: Có tật giật mình. Lý Liên Hoa gật đầu, mày trao lại, lần này không giống với khi trong Nhất Phẩm Phần. Khi ấy hắn ở trong bóng tối, kẻ địch ở ngoài sáng. Còn tối nay, kẻ địch hoàn toàn ở trong bóng tối, mọi người ở ngoài sáng. Bốn người họ chẳng chiếm được chút ưu thế nào. Thúy Hoa, nàng về đón con trước đi. Lý Liên Hoa dịu dàng nói. Tôn Thúy Hoa bật cười, vẫy tay rồi nhanh chóng bỏ đi. Người phụ nữ này mặc dù không có diện mạo xinh đẹp, nhưng lại rất dứt khoát, nhanh nhẹn. Ba người đàn ông nhìn chằm chằm vào căn nhà dân, không có gì lạ bắt mắt trong màn đêm. Một đình viện yên tĩnh, nóc nhà rộng lớn, mê hương chập chờn. Trong căn nhà này, rốt cuộc đang che giấu bí mật gì? Có liên quan đến võ đan kim kiếm, hay là liên quan tới kỹ nữ của Di Hồng Viện? Phương đa bệnh bị kẹt trong máy có thật không? Hoắc Bình Xuyên dồn lực vào tai, khát khàng làm gãy then cửa. Phóng mắt nhìn vào trong thì thấy trong phòng đồ đạc đầy đủ, gạch lát màu xanh sạch sẽ bóng loáng, giếng trời trong vườn có đá cuội xếp thành chữ thọ, cửa sau đóng chặt, không có gì khác lạ. Dương Thu Nhạc hỏi đầy bí ẩn: Trong này có người không? Mặc dù hắn nói không to lắm, nhưng do vận chân lực nên vang khắp cả nhà. Nếu trong này có người, chắc chắn sẽ nghe thấy. Hoắc Bình Xuyên sải bước đi trước, đẩy cửa. Trong phòng chăn màn hỗn loạn, quả nhiên người đã bỏ đi, nhưng hương trên giường vẫn đang nhả khói trắng, mê hương từ đó mà ra. Căn nhà này e là phải mười mấy năm rồi. Lý Liên Hoa khẽ đẩy chấn xong cửa sổ. Cửa sổ ở đây giống lầu Liên Hoa của hắn, nếu không sửa chữa, chỉ e chưa tới nửa năm, đẩy một cái là gãy. Chủ nhân hình như hơi nghèo khó. Rượu và đồ ăn bên giường rất đơn giản. Ở phía đông trấn Phát Sự có một quán rượu nổi tiếng, vậy mà hắn lại sai Tiểu Như đến tận Phùng Kiến Tiên mua. Có thể ngay việc một cân rượu rẻ được hai đồng mà hắn cũng quan tâm. Hoắc Bình Xuyên mỉm cười: Nếu chủ nhân là người nghèo khó, cho dù bỏ đi chắc cũng chẳng thể đi xa, cuối cùng sẽ quay về.
Lê Liên Hoa chào mày càng chặt hơn, lẩm bẩm. Có điều trong trấn Phát Sự này chỉ có mấy trăm hộ dân, hắn đi đâu được? Hơn nữa hắn còn mang theo phụ nữ. Ai, chết rồi, chỉ sợ hắn không đi tới Di Hồng Viện thì sẽ tới khách điếm Hiểu Nguyệt thôi. Mặt Dương Thu Nhạc đột nhiên biến sắc, chẳng phải Tôn Thúy Hoa cũng đang tới hai nơi này ư? Hắn nhón chân, bật người lên, chạy trên nóc nhà đi về phía Di Hồng Viện. Hoắc Bình Xuyên nói nhanh, Lý tiên sinh, tạm thời quay về Phùng Kiến Tiên trước đi, chỗ này nguy hiểm. Sau đó hắn cũng nhảy lên nóc nhà, chạy theo Dương Thu Nhạc. Lê Liên Hoa ngẩng lên nhìn hai người họ rời đi, khẽ thở dài. Ánh mắt hắn khi ấy có chút buồn bã, quay người nhìn về phía đình viện không một bóng người. Trong vườn có vài khóm mẫu đơn, mùa này chỉ còn lại những cành khô khẳng khiu, tuyết động trên đó trắng muốt, chẳng có gì đẹp đẽ cả. Hắn im lặng đứng trong sân rất lâu, sau đó quay người bước ra. Đi được khoảng hơn 10 bước, Lý Liên Hoa bèn dừng lại, xoay lưng về phía khóm mẫu đơn, điềm đạm hỏi. Ai đó? Tính lực của ngươi còn khá hơn ngày trước. Vừa rồi trong khóm mẫu đơn kia tuyệt không bóng người, giờ lại đột nhiên xuất hiện một kẻ đang chắp tay sau lưng đứng đấy. Có vẻ gã đứng rất lâu rồi, ngữ điệu chẳng lộ tình cảm gì, không giống gặp bạn, cũng không giống gặp kẻ thù. Là do lúc đặt chân xuống đất, người đáp hơi nặng. Lê Liên Hoa mỉm cười, cho dù đã uống Quan Âm Thùy Lệ, nhưng vết thương của Minh Nguyệt Trầm Tây Hải cũng không thể khỏi trong một ngày. Chẳng trách người không chịu để lại dấu chân trên tuyết, thần pháp nhật túc của địch Phi Thanh, dù là kẻ phàm phu tục tử cũng có thể nhận ra. Người đứng sau khóm mẫu đơn im lặng một lúc. Dù đã thành ra bộ dạng thế này, Lý Tương Di, rốt cuộc thì vẫn là Lý Tương Di. Dòng mi chẳng hề thay đổi, nhưng qua ngữ ý có thể thấy y thật lòng tán dương. Lý Liên Hoa phì cười, Quá khen, địch Phi Thanh cũng vẫn là địch Phi Thanh. Tao còn tưởng vết thương Minh Nguyệt Trầm Tây Hải trong thiên hạ này không có thuốc chữa, nào ngờ lại có Quan Âm Thùy Lệ chứ. Người tính không bằng trời tính, câu nói ấy ai không tin chắc chắn sẽ phải chịu thiệt. Người mặc áo xanh được may bằng loại vẽ rẻ tiền đứng trong khóm hoa mẫu đơn hình như thoáng kinh ngạc. Bao nhiêu năm đã qua, tính cách ngươi quả thật thay đổi rất nhiều đấy. Lý Liên Hoa mỉm cười, còn ngươi lại chẳng thay đổi gì cả. Địch Phi Thanh im lặng, một lúc sau y điềm đạm nói, vết thương Minh Nguyệt Trầm Tây Hải 3 tháng sau là có thể chữa khỏi, còn ngươi lại không thể quay về trước kia nữa. Có những chuyện, Lý Liên Hoa chậm rãi nói, năm đó sao biết được chuyện xảy ra bây giờ, còn bây giờ sao biết mai sau thế nào. Chưa đến lúc chết, sao biết ai tốt ai xấu. Trước kia làm vậy không sai, bây giờ thế này cũng không hối tiếc. Địch Phi Thanh nhìn chằm chằm vào lưng hắn một lúc, chậm chậm nói, người có thể bình ổn thương thế, tới nay không điên không chết, Dương Châu Mạng Tâm Pháp quả nhiên độc đáo. Có điều nhiều nhất cũng chỉ trụ được 13 năm thôi. Y nói rành rọt từng chữ, từng chữ. Với những gì ngươi học được, nhiều nhất chỉ được 13 năm bình an. Nay 10 năm đã trôi qua, còn 3 năm nữa. Nếu ngươi tự ý dùng chân lực thi triển võ công, thì thời hạn 3 năm sẽ bị rút ngắn lại. Lý Liên Hoa mỉm cười, không đáp. Địch Phi Thanh đột nhiên bật người khỏi khóm mẫu đơn, lao mình xuống giếng. Ngay sau tiếng nước ập, y nhấc một người ướt sũng từ dưới lên. Sau 2 năm 10 tháng nữa, gặp nhau bên bờ Đông Hải. Nói rồi, ném người ướt sũng kia qua. Lúc giơ tay ném người, y cũng tung mình về phía sau, nhẹ nhàng thoát khỏi tường vây,
biến mất không tâm tích. Lý Liên Hoa đoán lấy người kia, kẻ ướt nhẹp, mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh, đó chính là Phương Đa Bệnh. Hắn nhẹ nhàng đặt Phương Đa Bệnh nằm xuống đất, điểm vào mấy huyệt đạo trên ngực y. Với tính cách của Địch Phi Thành, đương nhiên y không bao giờ làm chuyện dùng mê hương để cưỡng bức nữ nhân. Y ném trả lại Phương Đại Công Tử chính là vì muốn dùng tính mạng của Phương Đa Bệnh làm ước hẹn. 2 năm 10 tháng sau, bên bờ Đông Hải, tất không tránh khỏi một trận quyết chiến. Từ sau khi dính một chưởng của Địch Phi Thanh, dung nhan hắn ngày một tiều tụy, không thể khôi phục lại vẻ anh tuấn như xưa, võ công bị phế 8-9 phần. Người mang tên Lý Thường Di đã sớm không còn tồn tại nữa. Nhưng tại sao mọi người không thể đón nhận Lý Liên Hoa? Nhất định phải tìm Lý Thường Di. Bảo với họ Lý Thường Di đã chết rồi, họ lại không tin. Rõ ràng Lý Thường Di đứng sờ sờ trước mặt mọi người, nhưng chẳng ai nhận ra. Đây thật sự là một việc vô cùng kỳ lạ. Lẽ nào hắn đã thay đổi quá nhiều hay sao? Mà có lẽ đúng, đúng là hắn đã thay đổi nhiều thật. Hắn chậm chậm ngồi xếp bằng dưới đất, hai ngón tay bấm vào huyệt phong trì sau gáy của Phương Đa Bệnh, truyền chân lực vào giúp y trị thương. 10 năm qua, bất luận bàn về tâm tính, thể chất hay dung mạo đều thay đổi rồi. Trước kia cao ngạo tự tại, hoang đường vô lý. Tâm pháp Dương Châu Mạng rất khó tu luyện, một khi luyện được thì có thể vận dụng thuần thục. Đây cũng chính là lý do Lý Liên Hoa không chết sau khi lĩnh trọn một trưởng chí mạng của Địch Phi Thanh. Dùng tâm pháp ấy trị thương là cách thích hợp vô cùng. Qua một tuần hương, khí huyết của Phương Đa Bệnh đã thông, thương thế không còn là vấn đề trở ngại nữa. Y a một tiếng, mở mắt. Liên Hoa. Lý Liên Hoa gật đầu liên tục. Sao ngươi lại bị ném xuống giếng? Phương Đa Bệnh xoa xoa đầu mình. Ta bị ném xuống giếng. Thấy tai ướt rượi, y chợt nhớ ra. Tên đáng chết đó ném ta xuống giếng. Vết thương ở ngực của y vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, hễ kích động lập tức đau đớn vô cùng. Lý Liên Hoa chào mày. Nếu ngươi không gầy gò tới mức này, cũng không đến nỗi bị thương đến thế. Phương Đa Bền lại tức giận. Bổn công tử nho nhã thanh tú, thể chất yếu, lại nhiều bệnh trong người, nhưng vẫn là người tình trong mộng của vô số hiệp nữ giang hồ. Ngươi căn bản không hiểu được phong thần của bổn công tử ta. Sao ngươi biết ta ở dưới giếng? Lý Liên Hoa đáp. Ta khát nước, tới bình giếng để tìm nước uống. Vừa nhìn xuống liền nhìn thấy cái đầu quỷ dưới đấy. Lúc này Phương Đa Bệnh mới từ từ nhớ ra chuyện đã xảy ra trước khi mình bị thương. Y hít ngược vào trong một hơi, thất thanh kêu lên. Nội lực của phái võ đan, người đó chính là cao thủ võ đan. Lý Liên Hoa chẳng hiểu gì về y thuật, nếu không sớm đã phát hiện ra Phương Đa Bệnh bị tâm pháp của phái võ đan đã thương rồi. Lúc này nghe Phương Đa Bệnh nói vậy thì giật mình. Là võ đan? Phương Đa Bệnh nhảy dựng lên, thất thành kêu. Đương nhiên là võ đan tâm pháp. Lẽ nào bổn công tử ngay cả võ đan tâm pháp cũng nhận không ra? Kẻ đó đi đâu rồi? Võ công của hắn chẳng kém cạnh trưởng môn của võ đan đâu, không chừng còn trên cả Bạch Mộc đấy. Hiện tại trưởng môn võ đan là đạo trưởng Tử Hà, sư đệ của đạo nhân Bạch Mộc. Võ công trong võ đan hiện nay, Bạch Mộc là người đứng thứ nhất, còn người có võ công thậm chí còn cao hơn Bạch Mộc. Lý Thiên Hòa cũng thất thanh kêu lên. Hoàng thất. Phương Đa Bệnh hò liên tục. Rất có khả năng là thế, chúng ta mau đi, cứu người. Đệ tử trưởng môn đời trước của phái võ đan yêu thương tin tưởng nhất chính là Hoàng thất đạo trưởng. Vậy mà lão nọ ẩn cư 10 mấy năm ở trấn Phát Sự, đồng thời còn bao nuôi kỹ nữ, cưỡng gian phụ nữ. Lần này Lý Liên Hoa cao mày thật chặt. Nguy rồi,
nếu để Dương Thu Nhạc và Hoàng Thất gặp nhau, chỉ e Hoàng Thất lão đạo thật sự sẽ giết người diệt khẩu. Vương Đa Bệnh ôm vết thương nơi ngực, buộc miệng chửi thề. Lão đạo đó, khốn kiếp, điên rồi.